Đầu tiên các bạn chọn vào cái chuyển vào ngân hàng khác, sau đó các bạn kéo xuống phần cuối cùng đó, chọn không cần đấy ngân hàng khác, sau đó thì bạn chọn vào cái Ginkgo, chọn phía đầu tiên, bạn tìm xuống dưới, kéo xuống dưới đánh đúng cái tên là Sumi đấy, chọn cái chữ cứng đó, sau đó anh tìm kiếm nó sẽ ra là Sumi FBI Ginkgo, chúng ta sẽ chọn ở đây, chọn vào cái này rồi tiếp chữ G, sau đó thì chúng ta sẽ đánh vào cái ngân hàng, thì chúng ta nhớ đánh là SBI là chữ hàng ca cự nhá, đấy thì mới được gen hàng đấy, mới ra được cái chi nhánh này, sau đó chúng ta chọn, bắt đầu chúng ta chọn và chúng ta ấn chữ E, tiếp theo thì chúng ta sẽ vào được cái khung hình và để nhập thông tin tài khoản, thì thông thường những cái ngân hàng SBI là sẽ là thực sự và chọn và đánh số tài khoản cũng như là số tiền muốn gửi và ấn ca cự nhìn. Đấy, ở đây thì mình chỉ làm đến bước này thôi vì mình cho ai cả. Chúc các bạn thành công.